Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 12 tháng 9 xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bắt đầu chuyến thăm đến vùng Viễn Đông Nga. Điện Kremlin cho biết ông Kim Jong-un sẽ có cuộc thảo luận toàn diện với Tổng thống Vladimir Putin. Tổng thống Nga không tiết lộ nhiều về lý do ông đến sân bay vũ trụ Vostochny vào hôm 12 tháng 9. Nhà lãnh đạo chỉ nói rằng ông có chương trình nghị sự riêng ở đó. Theo giới chức Mỹ, các cuộc đàm phán vũ khí giữa Nga và Triều Tiên đang tiến triển tích cực. Tuy nhiên, cả Bình Nhưỡng và Moscow đều phủ nhận việc Triều Tiên có thể cung cấp vũ khí cho Nga. Quốc gia đã tiêu tốn một lượng lớn vũ khí trong hơn 18 tháng chiến sự. Các nhà phân tích nhận định rằng ông Kim có thể cung cấp đạn pháo cho Nga, nhưng điều này có thể không gây tác động đáng kể đến cuộc xung đột. Washington và các đồng minh đã bày tỏ quan ngại trước những dấu hiệu gần đây về sự hợp tác quân sự chặt chẽ hơn giữa Nga và Triều Tiên, quốc gia có vũ khí hạt nhân. Chuyến công du nước ngoài gần đây nhất của ông Kim cũng là để gặp ông Putin vào năm 2019. Chỉ vài ngày trước, Tổng thống Putin đã cam kết mở rộng quan hệ song phương về mọi mặt với Triều Tiên. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.